Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Marketing. Mình là Lê Xuân Vinh, hiện tại mình là founder của Vinh Marketing. Mình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống marketing online cho các doanh nghiệp. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái hệ thống online giúp cho chúng ta bán được các cái sản phẩm trên online. Cụ thể là giúp cho ta bán được một cái hải sản online. Ok, trước khi đến với nội dung chính của hôm nay, quý anh chị các bạn nhớ bấm vào nút like, subscribe, nhớ bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất khi mà Vinh Marketing phát sóng. Cảm ơn quý anh chị các bạn rất là nhiều. Thì trên màn hình các bạn thấy đây là một cái sơ đồ, đây là một cái hệ thống tổng quan, đây là một cái sơ đồ hệ thống tổng quan mà mình đã vẽ ra, mục đích là để giúp cho chúng ta kinh doanh và bán hải sản online. Đó. Các bạn thấy là đầu tiên khi mà bắt đầu vào cái công việc kinh doanh hải sản online thì chúng ta phải làm cái bước đó là nghiên cứu thị trường và đối thủ. Đó. Trong cái chuỗi video trước thì mình đã chia sẻ lại cho các bạn những cái bước cụ thể này rồi. Và hôm nay mình sẽ tổng quan lại. Đây là một cái hệ thống online ha. Kinh doanh bất cứ một cái lĩnh vực gì cũng vậy, chúng ta phải cần đi nghiên cứu về thị trường và nghiên cứu của đối thủ. Đó. Đầu tiên là chúng ta phải đi nghiên cứu đối thủ ha, thị trường ha. Chúng ta nghiên cứu thị trường xem là họ thích những cái loại hải sản nào, tầm trung hay là tầm cao cấp. Trong cái thị trường mà chúng ta đang kinh doanh, trong cái khu vực địa lý của chúng ta đang kinh doanh thì có những cái đối thủ nào họ cũng đang làm giống như ta hay không. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái khâu này rất là kỹ nha. Chúng ta có thể là hỏi thăm bạn bè, hỏi thăm người quen, hay là hỏi thăm những người mà họ thường xuyên sử dụng hải sản ha. Ok, mà sau khi mà chúng ta nghiên cứu đối thủ rồi thì tiếp tục chúng ta đi làm một cái bước, đó là chúng ta chọn các cái kênh để mà chúng ta tiếp cận khách hàng tiềm năng. Có rất là nhiều kênh các bạn ha. Ở đây mình sẽ liệt kê một số kênh ở trên đây. Các bạn có thể tiếp cận qua các kênh như Facebook nè, YouTube nè, Twitter nè, LinkedIn nè ha, hoặc là các cái website ha. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu được thị trường và đối thủ rồi á thì chúng ta sẽ biết được khách hàng tiềm năng của chúng ta là ai, họ đang ở đâu, và chúng ta sẽ chọn cái kênh để mà chúng ta tiếp cận ha. Cái bước sau khi mà chúng ta chọn được cái kênh để chúng ta tiếp cận rồi á thì chúng ta sẽ đào tạo và hướng dẫn khách hàng, đào tạo và hướng dẫn cũng không phải khách hàng mà là khách hàng tiềm năng rồi ha, đào tạo và hướng dẫn khách hàng tiềm năng, đào tạo và hướng dẫn thị trường. Các bạn biết thì bán hàng là đào tạo ha, bán hàng là đào tạo, bán hàng là chia sẻ, cho nên đó là cái việc mà đào tạo và hướng dẫn cho cái thị trường, cho khách hàng tiềm năng của chúng ta rất là cần thiết. Vậy thì chúng ta phải có một cái kế hoạch, có một cái chuỗi bài viết, có một chuỗi video, hoặc là có một cái chuỗi hình ảnh, hoặc là các cái trang landing page để chúng ta chia sẻ trên các cái kênh, ví dụ như website, trên các cái kênh social media, mục đích là để chia sẻ, đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng tiềm năng của chúng ta. Thì đây là cái giai đoạn gọi là giai đoạn thu hút các bạn ha. Đây gọi là cái giai đoạn thu hút. Khi mà chúng ta làm được cái việc này nè, các bạn thấy không? Đây là việc thứ hai đúng không? Đây là việc thứ hai. Và đây là thứ ba đúng không? Đó. Cái quá trình mà chúng ta nghiên cứu xong, chọn kênh tiếp thị xong á, cái quá trình này sau khi mà ta làm cái bước này xong á thì nó sẽ tới một cái bước là thu hút khách hàng tiềm năng các bạn ha. Thu hút khách hàng tiềm năng, thấy không? Đó, chúng ta sẽ thu hút khách hàng tiềm năng đây. Và khi mà chúng ta thu hút khách hàng tiềm năng rồi á thì chúng ta sẽ dẫn về một cái hệ thống hay là hệ thống bán hàng ha, hay là phễu bán hàng. Thì khi mà có một cái chuỗi sản phẩm nè, các bạn lưu ý là hải sản là một cái loại sản phẩm được dùng đi dùng lại rất là nhiều lần. Hải sản cũng là một cái loại sản phẩm được phân cấp theo những cái sản phẩm gọi là giá dùng được, những cái sản phẩm về giá trung, những cái sản phẩm giá cao cấp ha, có rất là nhiều loại giá, cũng có rất là nhiều loại sản phẩm. Cho nên là chúng ta sẽ phân ra thành ba cái dạng sản phẩm, gọi là sản phẩm đầu phễu, sản phẩm chủ lực và sản phẩm cuối phễu. Thì mình gọi cho nó dễ hình dung thôi, sản phẩm đầu phễu có nghĩa là những cái sản phẩm mà lần đầu tiên mà khách hàng họ tiếp cận thì họ có thể ra quyết định họ mua ha. Thường thì họ sẽ bán một cái sản phẩm giá rất là tương đối để mà khách hàng họ quyết định, dễ ra quyết định để mua hàng. Vậy thì khi mà chúng ta thu hút khách hàng về đây nè thì các bạn thấy có hai hướng ha. Khi mà chúng ta thu hút khách hàng về thì nó có hai hướng. Thứ nhất là các bạn thấy thì khách hàng họ sẽ đồng ý và mua hàng đúng không, họ sẽ đồng ý và mua hàng đây, họ mua cái sản phẩm đầu tiên. Thì cái bước này mình gọi là cái gì, mình gọi là Z, ok chưa? Đó. Thì có nghĩa là họ mua cái sản phẩm đầu tiên đó. Ví dụ như mình trên cái các cái kênh tiếp cận này, trên hướng dẫn đào tạo này nè, mình chuyên đi giới thiệu hay là chuyên viết về các cái bài chia sẻ về quá trình mà
các cái bữa ăn, chia sẻ các bữa ăn, quá trình mà nấu nướng cho các bữa ăn đó, thì lúc đó mình thu hút một cái lượng khách hàng đó họ về đây, và họ sẽ vào họ mua một cái sản phẩm đầu tiên. Tuy nhiên cũng có người họ vào họ không mua các bạn ha, cũng có người họ vào họ không mua. Thì cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp gọi là trường hợp no các bạn ha, no. Mình ghi ở đây là no nè. Thì cái này mình để mình phân tích sau là no. Rồi giả sử như trường hợp đầu tiên á, thì họ mua sản phẩm đầu tiên rồi, ví dụ như họ mua một ký mực đi, họ mua một ký mực đi, thì cái tâm lý khi khách hàng họ đồng ý, họ ra quyết định họ mua một cái sản phẩm á, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta upsell lên, chúng ta tiếp tục upsell lên sản phẩm thứ hai. Bạn lưu ý nha, chúng ta tiếp tục upsell lên đó. Cái này mình gọi là gì, mình gọi là Z nha, mình ghi chữ Y là Z. Cái trường thứ hai, nếu mà bây giờ giả sử họ no đi, có nghĩa là họ không mua, khi mà chúng ta dẫn họ vào cái sản phẩm đồ phễu họ không mua, thì trường hợp này là no nè, no, thì chúng ta sẽ lúc này có data khách hàng rồi đúng không ạ, có data khách hàng rồi, chúng ta sẽ dẫn họ vào một cái phễu đó là chăm sóc sản phẩm đồ phễu, tương tự là đối với cái sản phẩm chủ lực. Khi mà chúng ta chăm sóc sản phẩm đồ phễu này, nghĩa là quá trình mà một cái lý do gì đó đầu tiên họ vào họ mua cái sản phẩm ha, họ vào họ tìm hiểu sản phẩm nhưng mà họ không có mua, và chúng ta sẽ chăm sóc họ. Chúng ta chăm sóc họ thì khi mà chúng ta chăm sóc đó, thì nó cũng sẽ xảy ra hai cái trạng thái các bạn ha. Trạng thái thứ nhất đó là họ có thể là họ mua hàng, họ có thể họ mua hàng, ok chưa, có thể họ mua hàng. Rồi cái trạng thái thứ hai á, họ cũng có thể là không có mua hàng các bạn, no. Đó, trạng thái thứ hai cũng là no. Rồi tiếp tục nè, giả sử khi mà họ mua một cái sản phẩm chủ lực, ví dụ như chúng ta upsell lên là khi họ mua một cái mực đi, chúng ta upsell lên là một ký mực cộng thêm một ký chả cá chẳng hạn ha. Đó, thì chúng ta sẽ upsell lên cái sản phẩm chủ lực này. Đó. Ở cái sản phẩm chủ lực này á, thì cũng tương tự luôn các bạn, tương tự luôn. Khách hàng cũng có thể là no, đúng không? Khách hàng cũng có thể là no. No. No thì chúng ta sẽ chăm sóc sản phẩm chủ lực. Cứ mỗi cái sản phẩm mà khách hàng họ chưa mua, họ chưa ra quyết định mua thì chúng ta phải chăm sóc. Chúng ta chăm sóc đó thì khách hàng họ cũng có thể no các bạn ha. Vì một cái lý do gì đó no. Rồi. Khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng mà có cái sản phẩm chủ lực này nè, đó, nếu mà họ mua hàng đúng không, nếu mà họ mua hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta upsell lên, yes. Đó, và tương tự khi mà chúng ta chăm sóc sản phẩm chủ lực thì khách hàng cũng có thể là mua hàng, cũng có thể mua hàng các bạn ha. Đó, rồi tương tự cho cái sản phẩm cuối phễu, ở đây khách hàng cũng có thể là no này các bạn, no. Rồi ở đây họ cũng có thể là no luôn ha. Rồi tiếp tục giả sử như khi mà sản phẩm cuối phễu họ đã mua rồi đúng không, thì bước tiếp theo á các bạn, nghĩa là lúc này họ hết cái sản phẩm để mua rồi, nghĩa là vòng đời của họ hết rồi, và cái việc của họ chỉ là quay đi quay lại thôi. Đó. Thì lúc này chúng ta có thể là cái này là vòng đời khách hàng hết nha, và lúc này chúng ta sẽ dẫn họ tới một cái hệ thống thứ hai, đó là một cái hệ thống giới thiệu các bạn ha, hệ thống giới thiệu. Đối với cái trường hợp mà đầu tiên các bạn thấy là thu hút khách hàng tiềm năng nè mà họ nô á, thì coi như là chúng ta sẽ dẫn họ xuống tới đây để chăm sóc. Trường hợp mà khách hàng nô hết đó là những cái người mà họ không phải là khách hàng của chúng ta, có một cái lý do gì đó thôi, ok các bạn. Đó rồi, ở cái bước cái hệ thống thứ ba này, và hệ thống thứ ba là hệ thống chăm sóc và giới thiệu. Thì trong quá trình mà chăm sóc á, thì chúng ta sẽ sử dụng social media, các cái mạng xã hội này, social media này, ví dụ như các bạn thấy ở đầu tiên này, ở cái bước thứ hai này, chúng ta chọn những cái kênh là Facebook đi, thì khi mà chúng ta chăm sóc á, thì chúng ta sẽ sử dụng gì, sử dụng chatbot hoặc là remarketing này, chúng ta sẽ quảng cáo trở lại, ví dụ như với Facebook thì chúng ta remarketing trên Facebook, đối với website thì chúng ta remarketing trên Google đúng không bạn. Rồi hoặc là chúng ta sẽ sử dụng email marketing để chúng ta chăm sóc khách hàng. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta chăm sóc như thế này đúng không, chúng ta chăm sóc thì chúng ta có thể là bán hàng tiếp tục các bạn, chúng ta có thể bán hàng tiếp tục nha. Ở cái bước này thì mình gọi là cái bước gọi là chào hàng thêm. Đó, có nghĩa là mình có rất là nhiều sản phẩm các bạn, mình có rất là nhiều sản phẩm trong cái lĩnh vực hải sản thì có rất là nhiều sản phẩm mà, cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục chăm sóc và chào hàng thêm đó. Và khi mà chúng ta chào hàng thêm thì các bạn đừng có quên là chúng ta phải giới thiệu nữa ha, giới thiệu
xin lời giới thiệu, là khi mà họ đã mua sản phẩm đầu phễu chủ lực của sản phẩm cuối phễu rồi, họ đã mua nhiều lần rồi, thì lúc này cộng với việc chúng ta chăm sóc họ thường xuyên, chúng ta có thể chào một cái sản phẩm mới ha, upsell hoặc là downsell, crosssell chúng ta có thể chào, và chúng ta có xin lời giới thiệu. Và từ những cái lời giới thiệu này nè, chúng ta sẽ dẫn khách hàng tiếp tục đến với một cái hệ thống thu của khách hàng tiềm năng. Chúng ta giới thiệu họ, và từ đây thì tiếp tục cái này nó sẽ diễn ra tiếp theo các bạn ha, nó sẽ diễn ra tiếp theo. Vậy thì các bạn thấy đây là một cái hệ thống đây là một cái hệ thống automation. Các bạn sẽ ứng dụng những cái công cụ online, những cái hệ thống trên internet để giúp chúng ta vận hành cái mô hình này một cách tự động. Các bạn chỉ có là nghiên cứu đối thủ thị trường, nghiên cứu thị trường đối thủ này, chúng ta cũng có công cụ để chúng ta làm các bạn ha. Chúng ta nghiên cứu rồi các cái kênh tiếp cận này, chúng ta cũng phải có nhiều thời gian chúng ta xây dựng nó, rồi đào tạo hướng dẫn này, chúng ta thường xuyên chúng ta viết bài lên website, chúng ta làm video cho YouTube, cho TikTok ha. Chúng ta thiết kế những cái hình ảnh rất là bắt mắt thu hút, hoặc là chúng ta sẽ tạo ra các cái landing page cho từng sản phẩm riêng, từ đó chúng ta thu hút khách hàng về cái hệ thống bán hàng. Trên cái hệ thống bán hàng này thì chúng ta phải phân cái sản phẩm này ra thành các cái dạng sản phẩm, như là sản phẩm đầu phễu, sản phẩm chủ lực, sản phẩm cuối phễu, để cho khách hàng họ dễ mua và chúng ta dễ bán các bạn ha. Thường thì chúng ta bán hàng khó là bởi vì chúng ta cứ đem cái sản phẩm chủ lực ra chúng ta bán. Ví dụ chúng ta bán một cái sản phẩm giá là 500.000 hay là 1.000.000 đi, đó cái sản phẩm chủ lực. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đem cái sản phẩm đó ta bán thì nó rất là khó. Vì vậy chúng ta cần thiết kế ra một cái sản phẩm đầu phễu. Sản phẩm đầu phễu là một cái sản phẩm giá tương đối thấp, có thể là vài chục ngàn, có thể là vài trăm ngàn, thấp hơn cái sản phẩm chủ lực đó. Khi mà khách hàng họ trải nghiệm hai cái sản phẩm đầu phễu và chủ lực rồi thì lúc này họ có thể là mua được một cái sản phẩm giá rất là cao rồi ha, và chúng ta sẽ chăm sóc họ khi mà họ chưa ra quyết định mua, rồi khi mà họ ra quyết định mua thì chúng ta cũng sẽ chăm sóc tiếp tục và đưa vào một cái hệ thống giới thiệu để bắt đầu thu hút khách hàng tiềm năng quay trở lại. Vậy thì cái hệ thống này nó sẽ được vận hành một cách automation nhờ các cái công cụ trên internet marketing. Ok, nếu các bạn thấy cái video này hay và thú vị, nhớ bấm like và share cho nhiều người. Trong quá trình mình chia sẻ các bạn một cái hệ thống, đây gọi là cái hệ thống bán hàng ha. Và mình đang chia sẻ các bạn là một cái hệ thống bán hàng, đặc biệt là bán hải sản online, cần phải có một cái hệ thống như thế này. Nếu các bạn đang thắc mắc một cái điều gì đó trong cái sơ đồ hệ thống này, các bạn có thể comment vào bên dưới, mình sẽ giải đáp trong những video sắp tới. Bây giờ thì mình kết thúc cái video này ở đây, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới. Nhớ bấm vào nút chuông để nhận được những video mới nhất khi mà Dinh Marketing được sống. Cảm ơn quý anh chị các bạn rất là nhiều. Bye bye.